Châu. 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 Dạ vâng, lời đầu tiên cho phép em là Trần Hồ Hà Đăng, mã số 16 và em đến từ Bạc Liêu. Năng lượng ha. Trời ơi, chờ đợi có nhiêu đó từ sáng giờ đó. Xin chào Đồng Hương. Em có một món quà muốn tặng cho chị Như. Nhưng mà cho em phép em chia sẻ một điều đến với chương trình này. Em có thể không đẹp nhưng em độc và lạ. Độc ở đây là độc đáo và lạ đây là sự khác biệt. Và em tin rằng đây là sự đặc biệt tại Miss International Queen Việt Nam 2023. Vui nha chị ba. Dạ em xin được hát một đoạn trong Cô Gái Bông Đào của chị Nguyễn Huỳnh Như. Má em dặn là con gái phải điều đà, dáng đi kiêu sa, còn đôi mắt phải ngọc ngà. Tính em thiệt tha, chất phát không điều ngoa. Nếu anh thương em thì xin nhớ chứ có lèm bèm. Sáng 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 em đi ship hàng cho bà con, tối 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 em lái siêu xe đi quanh bờ tre. Ở trên đây em quên này. Được rồi. Dạ, ok. You do know this is a beauty pageant, not a comedy show, right? Dạ vâng, em biết và em biết rất rõ về điều đó. Và em đã rất là sẵn sàng cho hành trình này. Bởi vì nhìn trên diện mạo em ngày hôm nay cũng rất là beauty queen ạ. Rất là confident. She is very confident and a lot of energy. Thật sự em không nghĩ nhiều khi mà mình bước lên sân khấu. Bởi vì chỉ cần em đến đây và em làm hết sức mình, thì dù kết quả có như thế nào đi chăng nữa thì em cũng đã hạnh phúc. Okay, tell me, why did you decide to come with this hairstyle? Kiểu tóc này không phải là em lựa chọn mà nó bắt buộc là phải như thế. Bởi vì cách đây một tháng là mẹ em bị có một căn bệnh. Và em đã nguyện là nếu như mà mẹ có thể khỏe mạnh và mẹ có thể là tiếp tục sống cùng em thì em sẽ cạo đi mái tóc của mình. Bởi vì em biết rằng mái tóc mất đi có thể mọc lại, còn mẹ thì không bao giờ. Rất là có hiếu. Em ra đời khá là sớm và em đi làm cũng khá là sớm. Và cho đến thời điểm hiện tại thì lúc nào em đi đâu á, thì mẹ cũng nói một câu thôi là gán làm cho tốt nha con. Gán miễn sao mà làm hết mình là được. Đó là cái hành trang mà em cảm thấy rất là quý giá và quý báu nhất của bản thân mình. Mẹ em bị bệnh gì? Anh có thể chia sẻ sâu hơn được không? Bởi vì chị là tổng giám đốc của một công ty dược. Mẹ em bị ung thư vú à? 10 năm trước là mẹ em đã bị rồi. Nhưng mà vì cuộc sống, vì gia đình, cho nên là mẹ phải tiếp tục mưu sinh và không dưỡng bệnh ngay lúc đó. Cho nên là di căn 10 năm sau và thời điểm này thì mẹ em lại bị như thế, tiếp tục như thế ạ. Mẹ em đã phải cắt bỏ đi chưa? Dạ chưa ạ. Xin phép chương trình, đối với trường hợp của mẹ em, công ty Thiên Ý, công ty của chị sẵn sàng tài trợ sản phẩm cho mẹ sử dụng để giúp ổn định sức khỏe. Em cảm ơn chị ạ. 10 điểm chị Hà ơi. Em biết ơn vô cùng và trân trọng vô cùng. Và em tin rằng mẹ em ở nhà chắc chắn cũng sẽ tự hào về em. Và cũng như là biết ơn chị Hà vô cùng. Cả một đêm hôm qua chị không ngủ, bay vào trong này đáp chuyến bay sớm nhất vào thành phố Hồ Chí Minh lúc 7 giờ. Và chị rất là chờ đợi cái năng lượng. Và ngày hôm nay em xuất hiện ở đây. Cộng thêm một cái điều nữa đó là năng lượng của em và câu chuyện của em, tấm lòng của em và trái tim của em, chị say yes cho em. Em cảm ơn chị ạ. Chị muốn nhắc các anh chị ban giám khảo rằng là bên cạnh cái việc chúng ta say yes với thí sinh đó, chúng ta cũng phải cân nhắc coi là liệu rằng các mentor có lựa chọn thí sinh hay không nữa nha. Cho nên là nếu như mà các vị giám khảo nào mà mình cảm thấy mình yêu thích thí sinh quá thì mình có thể nghĩ tới cái quyền mà mình còn đang giữ nha mọi người. Tại vì đôi khi ở đây tụi mình chọn nhưng mà mentor không chọn thì các bạn ấy cũng sẽ không đi sâu được. Chị không có cái đó, chị không có chọn được. Nhưng mà chị thì chị làm được cái việc này, đó là chị say yes cho em. Dạ, cảm ơn chị ạ. So for me, you're like a breath of fresh air. When you came down and you walked down the runway, when you're talking about your mother's illness, it's still very positive and very, very uplifting, like a breath of fresh air. You're funny and you're sweet and you have such a beautiful personality. If you go into the next round, like he said, the mentors may not choose you, but I think we need someone like you to show people that beauty comes in many shapes and sizes. So keep shining like your dress. For me, I'm giving you a yes. Có thể trong cuộc sống này có nhiều bạn cũng giống như em, không cao, không đẹp, cũng như là có những mái tóc là không dài, cũng như là không có những cái tiêu chuẩn về beauty queen. Nhưng mà em tin rằng chỉ cần bạn đó tin vào những cái điều bạn đó làm thì chắc chắn nó sẽ thành công và nó sẽ làm được.
Như anh Tiến có chia sẻ, bạn bước vào vòng trong á, đôi khi các mentor sẽ không chọn bạn. Nhưng đối với Như, hình thể bạn không có ok như những bạn khác, nhưng mà gương mặt của bạn cũng thời trang. Và nếu như các mentor chọn bạn, chọn đúng trang phục và cũng như là cái sự năng lượng đó khi vào các buổi ghi hình tiếp theo, với cái năng lượng này, Như nghĩ là bạn sẽ hoàn thành những cái thử thách cùng với đồng đội rất là tốt. Cho nên là Như say yes cho bạn. Cảm ơn chị ạ. Anh thì anh trân trọng em một điều là khi em nói về cái bình tĩnh của mẹ em, nhưng mà cái thần thái vẫn vui vẻ, vẫn tích cực. Yeah. Cái đó anh thấy thật sự mà nói là anh rất là touching trong đó. Thì không nói gì hơn đi, anh sẽ chọn em vì anh thích một người năng lượng active. Giống như cô Lưu Kịch đã nói thì hãy tỏa sáng giống như chiếc áo em đang mặc bây giờ. Cảm ơn em. Cảm ơn anh ạ. Chúc mừng em. Dạ, cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ. Anh nghĩ là anh sẽ giao một cái đề bài khó cho mentor. Một đề bài khó xuất hiện và tìm ai đây? Anh cho em game envelope của anh. Anh nghĩ là có thể là mentor sẽ không có lựa chọn em hay gì đó chẳng hạn, nhưng mà bây giờ anh ép các mentor, anh không biết là team nào, nhưng mà anh sẽ giao một cái đề bài khó, bởi vì mentor nào có thể đưa em vào đội hình được và giúp cho cái đội hình của mình thi tốt và chiến thắng được thử thách thì mentor đó mới là mentor giỏi. Chúc mừng em. Rất là cảm ơn anh ạ. Một thử thách đến cho các vị mentor. Yes. Ok la quá. Chúc mừng em.